Và bây giờ thì mời đội của Thành với Trang có quyền chọn ngược lại khách mời của chúng ta. Đây nè, để phân tích trước khi Thành với Trang chọn nè. Bây giờ chỉ chọn được một người đúng không? Thì bởi thì người còn lại sẽ bị nhục. Đúng không? Đúng không? Chưa ghẻ ra là nhục lần một. Sau khi đó phải về đầu đây đúng không? Đúng không? Bị cha đạp nữa. Nhục lần hai. Để coi được bao lâu. Sao Tú? Không lẽ bây giờ nhờ ăn cơm nhà Thu Trang mà em đẹp sao Tú? Tụi em bị cái gì vậy? Hả? Tụi em bị thế lực gì kìm hãm tụi em lại để phải nói là những lời đó? Em chưa có trả lời. Ok, mời nói em đi, nói đi. Nét đẹp của em là giống là gộp anh Trường Giang và anh Trấn Thành cộng lại. Em nói nghe là Tú xạo nó phải có căn nha. Xạo mà không có căn cứ gì tao tán rớt mất kiến nha. Tú, Tú, anh với Trấn Thành đâu có lấy nhau được. Nội mà vô mà đeo cái mắt kiến mà Trường quay là tôi thấy sai rồi. Không sao. Có thấy đường đi không? Thời trang của ta vậy mà. Chọn người ta đi hát, hát đúng hay hát trật mà đeo cái mắt kiến là mờ con mắt là thấy cái gì nữa mà chọn. Đúng chưa? Chọn về cùng một đội, lúc đó người ta sẽ chọn ngược lại hai em. Xua đuổi đi chi đừng lát nữa bắt đầu cái người ta nói về đây luôn cho mọi người. Dạ muốn sao? Dạ. Tú anh em cũng thân mà đúng không? Em muốn về đội chị Trang. À đó. Vậy là hai bạn này đều muốn về đội bên đây hết. Dạ thưa quý vị, lần đầu tiên trong chương trình giọng ải tôi đã nói rồi, tôi xua đuổi người ta chi cho mang nhục. Đúng. Lần đầu tiên mà trong chương trình này có hai khách mời muốn về cùng một đội. Và bây giờ thì mời đội của Thành với Trang có quyền chọn ngược lại khách mời của chúng ta. Đây nè, để phân tích trước khi Thành với Trang chọn nè. Bây giờ chỉ chọn được một người đúng không? Thì bởi thì người còn lại sẽ bị nhục. Đúng không? Đúng không? Chưa ghẻ ra là nhục lần một. Sau khi đó phải về đầu đây đúng không? Đúng không? Bị cha đạp nữa. Nhục lần hai. Để coi được bao lâu. Được bao lâu? Vậy thì bây giờ thế này, trời cho không bằng trò chơi. Quảnh tù xì, phương pháp dân gian, ai thắng về bên đây. Thôi quảnh tù xì đi. Thua nhẹ nhàng, lết nhẹ qua bên kia. Năn nỉ quỳ lại. 1, 2, 3. Thắng. Em được về đội của Trấn Thành Thu Trang. Còn em sẽ về đội của đó hai nhân vật kia đang dòm em với cánh mắt kinh thật kinh mỹ ra mặt. Chết rồi Ghiên ơi, tội nghiệp thương, con thương quá. Thương quá, trời ơi. Dạ thưa quý vị, thật có cái phần mở màn ngày hôm nay nó dài dòng quá. Bởi vì gặp những người quen đều là những đứa em út trong nghề. Chương trình Dòng Ái Dòng Ai của chúng ta sẽ bắt đầu ngay với vòng 1, vòng hóa thân. Bây giờ thì mời các bạn chúng ta gặp gỡ với 7 nhân vật bí ẩn của ngày hôm nay. Tôi không biết cái lý do gì mà hôm nay stylist của chương trình lại chọn cho các bạn một cái phong cách nó ngầu như thế này. Bước ra nguyên một dàn như sát thủ vậy đó. Dòm như vậy rồi làm sao mà các khách mời của chúng tôi mà dám nhận xét. Bạn số 1. Một cô gái nhìn cũng rất là cá tính. Đang cầm cái ly nhìn kỹ thì rất là quen thuộc. Công việc của bạn ấy là pha chế. Em mất cười. Mất cười em mất cười. Sao mất cười em? Vì giống em coi ở nhà em cũng tới cái đoạn mấy cái đoạn mà giới thiệu vậy lại mất cười, em không biết tại sao em mất cười. Thôi, niềm vui của thằng bé đơn giản. Vậy thôi là mất cười rồi đó. Hay xin nhỏ, lỗi, xin hay lỗi. Nhỏ tôi lo quá. Xin lỗi hai bạn, xin lỗi hai bạn nha. Con Trang, con của Trang á. Không, thấy nhỏ tôi lo thiệt. Sao vậy? Tôi lo cho mấy đứa sắp yêu nó đó. Thấy em trong cái clip vừa rồi đó. Là cái bạn này nằm trong cái trường phái là coi như là hát bung chợ đó anh. Dạ. Bởi vì hát rất là thành tâm ha. Thành thử ra là em nghĩ là bạn này nếu mà bạn ra hát mà bạn tập trung chút xíu, bạn ấy bỏ tình cảm như một chút xíu thì dự rằng bài hát sẽ rất là khủng khiếp. Em nghĩ rằng là bạn này hát không hay. Bạn rất là dễ thương. Đúng rồi, da cũng đẹp. Rất là dễ thương. Dễ xinh xắn. Chắc cũng rất là mê uống trà sữa đây. Không có đâu, mê uống trà sữa là phải mập. Đâu phải uống trà sữa mập đâu. Mập. Không hề. Tôi hồi xưa cái thời gian tôi mập trà là sữa do 5 năm trà trời. Sữa. Sao không mập? Ủa vậy là ốm á hả? Ủa? Mọi người bị làm sao vậy? Mọi người cười khi Trường Giang nói như vậy với một người phụ nữ 46kg mà. Từ 46 tuổi. Trời ơi, Trang ơi, anh về giống như làm tiếng vậy đó Trang. Nói chi cho người ta dập mình vậy? Hả?
Mà trong khi mình mập thiệt chứ có ốm hơn người ta đâu. Với lại mình coi cái clip mình để ý, mình thấy thật ra là cái khẩu hình bạn ấy phát ra có vẻ như cái lưỡi bạn ấy cũng có vấn đề. Nó có vẻ nó hơi bị đầy một chút. Đúng rồi, hơi bị đầy. Rất là khó để có thể phát ra cái âm thanh chuẩn. Hãy xem những người đàn ông trưởng thành người ta nói chuyện. Tú, nói câu nào nghe cho nó nở mày nở mặt gia đình mình coi. Thấy rõ không Tú? Bỏ cái mắt kiến xuống em. Không, em thấy rất là rõ. Thấy đó, rõ lắm, giỏi lắm. Em của tôi nó được lắm, nói cứ. Em chả hiểu gì hết. Đấy, không phải tại vì clip ngắn quá, nếu mà quay clip dài hơn thì mình dài biết. Quá thì ai cũng hiểu rồi con nha, rồi qua được qua luôn. Còn con em nữa xin còn đó. Để thằng Gin nó nói đi, hồi nãy nó cười không nó chưa cười. Có nói nó cười tại vì sao? Nó phát hiện được điều thú vị đó. Bây giờ nó nói nè, nói đi con trai. Không sao hết, mình càng vấp ngã thì mình càng đứng lên, mình càng thành công, hiểu không? Gin, mỗi lần cười á em mở mắt em ra chứ mình đừng có nhắm con mắt lại, mình không thấy được người ta. Rồi Gin ơi, nói một câu thiệt thông minh coi. Em mắc cười vậy không nghĩ gì. Ủa cái câu đó là thông minh hả ta? Dạ em xin lỗi mấy anh mấy chị, dạ em xin lỗi. Có lẽ là do cái nhân vật đầu tiên hai em nó còn ngơ ngác chưa có nắm rõ. Thôi rút kinh nghiệm nha hai đứa. Thật ra bé đó là cháu em. Rồi. Cái bên là em ruột em. À vậy hả? Số 3 ở xóm em á. Số 4 là ai của em? Số 4 là ai của em? Em không biết. Em biết luôn. Mày không hợp tác với ban tổ chức gì hết trơn cái thằng này. Hai đứa, Tú với lại Jin, mặc dù thương lắm nhưng anh chị cũng nói trước, anh chị chỉ bao dung một lần thôi nha. Nha. Qua lần thứ hai mà còn như vậy nữa đừng nói sao anh chị ác ha. Bạn số 2, đẹp trai không? À, cao ráo ha, đeo mắt kiến dòm ngầu ha. Em ruột em hả? Em ruột em hả? Ừ, công việc của em ruột em là làm quản lý trạm dừng chân. Giờ mới biết đúng không? Giờ mới biết đúng không? Giờ mới biết. Em ruột đó là giờ mới biết. Cháu em á. Cháu em hả? Sao nó căng vậy? Em ruột em mà em không biết là cháu Trường Giang luôn. Ồ vậy hả? Cháu em á, dân mập là quán của mẹ. À, em bằng chị hai đó. Cái em bằng cậu bộ. Ồ vậy hả? Rồi sao? Bà con tụi em sao, hát được không? Hay á. Hay không? Hay. Nghe chưa? Nghe rồi. Nghe rồi luôn hả? Chắc không? Em không? Chắc không? Trời, live show tôi diễn đi coi hoài mà. Ủa? Lãng nữa. Lãng nữa. Sao anh biết sao không? Vậy nè, có những cái con người mình biết nhưng mà mình chưa bao giờ mình nghe người ta hát. Em thì mặc dù nghe nói là em ruột Trấn Thành, cháu Trường Giang, thì em cũng không biết bạn này. Nhưng mà thấy là có vẻ đẹp thì thôi đi, đẹp thì được. Đẹp thì được. Cái định lý của Cang muốn đời là vậy. Còn Tú coi mấy người mà ta chín chắn nói chuyện cũng đẹp nè. Tú ơi, Tú ráng em. Nãy giờ mình cũng rớt nhiều, ráng kéo lại. Với em thì em thấy anh có thể hát được.